Thưa quý vị, trước tình trạng tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 10 diễn biến phức tạp, tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban an toàn giao thông thành phố, yêu cầu cần kiên quyết đóng điểm mở giải phân cách không an toàn giao thông, không mở mới trên các tuyến đường, đặc biệt là trên quốc lộ, tỉnh lộ. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn nhân lực và thiết bị thi công đóng trên quốc lộ 10. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban An toàn giao thông thành phố, sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Taco Hải Phòng phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện việc đóng mở giải phân cách tại vị trí km 44 800 gần chân cầu Quý Cao, xã Giang Biên. Trước đó, đơn vị đã thực hiện đóng hai điểm mở giải phân cách tại vị trí km 31 330 km 49 080 tại hai xã An Hòa và Vĩnh An. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo phối hợp với cùng các ngành, công ty Taco, đơn vị quản lý quốc lộ 10 thì đã đóng 3 cái điểm giải phân cách. Đến hôm nay thì là đóng nốt cái điểm vị trí ở chân cầu Quý Cao để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 10 đi qua huyện Vĩnh Bảo. Ngoài 3 điểm phải thực hiện đóng giải phân cách để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 10, đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Bảo, còn thực hiện đóng cổng ra vào của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vĩnh Bảo tại đoạn cong quốc lộ 10 gần nút giao thông cầu Nhân Mục để tránh xung đột giao thông. Đối với địa bàn huyện Vĩnh Bảo thì Taco Hải Phòng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, rồi các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các cái điểm mất an toàn giao thông ở trên tuyến. Thì đối với địa bàn huyện Vĩnh Bảo thì có 3 điểm đóng giải phân cách. Thì đến ngày hôm nay thì Taco cũng đóng cái điểm cuối cùng tại km 44-800 trên địa bàn xã Giang Biên. Để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 10, thời gian tới, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, xử phạt các trường hợp vi phạm, phối hợp với đơn vị quản lý thường xuyên khảo sát, điều chỉnh hợp lý các điểm mở, khắc phục vị trí mất an toàn, điểm đen hay xảy ra tai nạn giao thông. Đồng thời, chính quyền các địa phương chú trọng tuyên truyền, tăng cảnh báo để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, nhất là tại vị trí lối mở ngang đường.